Xin chào các bạn. Các bạn có thấy mình đang đứng trước nơi đây là cái thư viện của trường Đại học McGill University ở thành phố Montreal, thuộc cái tỉnh Quebec ở nước Canada ha. Trường Đại học McGill University cũng là một trong những trường nổi tiếng, có hạng nổi tiếng ở đất nước Canada, nằm ngay tại trung tâm thành phố Montreal. Mình có dịp đến Montreal thì mình ghé thăm trường đại học này để xem tham quan một vòng cho biết. Thấy kiến trúc của nó cũng rất là đẹp, rất là cổ kính ha. Những cái tòa lâu, những cái kiến trúc này nhìn giống như tòa lâu đài, nhìn rất là đẹp. Mình đi dạo một vòng thì mình cũng thấy rất là thích. Thì các bạn hãy theo dõi coi trong video của mình có những cái gì đẹp ở nơi này ha. Cảm ơn các bạn theo dõi, bye bye. Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Lực và Jenny. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái địa điểm cũng rất là nổi tiếng. Thì hiện tại là mình đang đứng trên đại lộ Pi. Thì bước qua cái đại lộ này là mình đi vào một cánh cổng. Thì bước vào cánh cổng này là mình bước vào khuôn viên của một trường đại học vô cùng danh giá của Canada. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái trường đại học vô cùng nổi tiếng, đó là Đại học McGill, McGill University. Thì viện đại học McGill đó là một viện đại học công lập tọa lạc tại thành phố Montreal, tiểu bang Quebec của nước Canada. Thì trường đại học này được thành lập vào năm 1821 theo hiến chương của hoàng gia của vua George IV. Thì trường đại học McGill cung cấp về học vị và bằng cấp cho hơn 300 lĩnh vực về nghiên cứu, với các yêu cầu về tuyển sinh trung bình cao nhất so với bất kỳ những trường đại học nào của Canada. Đa phần các sinh viên đăng ký vào năm học khoa lớn nhất là lần lượt là các khoa về nghệ thuật, khoa học, về dược và kỹ thuật và khoa quản trị. Thì bây giờ mình xin mời các bạn chúng ta hãy cùng nhau khám phá về khuôn viên của trường đại học McGill cũng như những kiến trúc rất là nổi bật như thế nào. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi. Đại học McGill là một trong những đại học lâu đời nhất tại Canada và được mệnh danh là Harvard của Canada. Thì Đại học McGill nổi trội với chuyên môn ngành y khoa và luật, với thành tích 12 năm liền xếp thứ nhất về những trường giảng dạy y tốt nhất Canada và lọt vào những trường có chương trình nghiên cứu chuyên sâu xuất sắc nhất trên thế giới. Khuôn viên chính của Đại học McGill nằm ở trung tâm thành phố Montreal, ở trên đỉnh của cái ngọn núi Mount Royal. Hầu hết các tòa nhà của trường đang được nằm trong một khuôn viên có thiết kế kiểu công viên, nằm ở phía bắc của trường Sherbrooke và phía nam của đại lộ Pi, xen giữa phố Peel và phố Aylmer. Trường cũng được mở rộng về phía tây của phố Peel với nhiều tòa nhà cao tầng, bắt đầu từ phía bắc của Dr. Fanfield. Khuôn viên trường cũng mở rộng về phía đông của trường của đường đại học, bắt đầu từ phía bắc của đại lộ Pi, khu vực bao gồm sân vận động và Viện Thần Kinh Montreal. Theo một khảo sát mới nhất thì trường Đại học McGill xếp hạng thứ 2 về trường đại học tốt nhất Canada, chỉ sau University of Toronto, và đứng thứ 32 trên thế giới. Quebec là khu vực sử dụng tiếng Pháp phổ biến tại Canada, vì vậy mà sinh viên theo Đại học McGill ngoài tiếng Anh có thể lựa chọn bất kỳ ngành học nào theo nhu cầu bằng tiếng Pháp. Đây là lợi thế cạnh tranh lớn của trường so với những trường đại học khác, tạo điều kiện cho các sinh viên được học tập một cách thoải mái và dân chủ nhất. Vì trường Đại học McGill cung cấp phong phú hơn 300 ngành học cho 3 bậc học, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Đây cũng có thể coi là điểm thu hút sinh viên quốc tế quan tâm tới trường. Hiện tại có 27% số lượng sinh viên của trường là sinh viên từ các đất nước khác, gồm có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số chuyên ngành tiêu biểu như là luật, giáo dục, nông nghiệp và môi trường, về âm nhạc, về địa lý và ngôn ngữ học.
Xung quanh khuôn viên của trường rất là xanh mát và có nhiều hoa cảnh rất là đẹp, để cho các em học sinh của trường sau những giờ học vất vả thì có thể ra đây ngồi để tận hưởng những không khí trong lành xung quanh đây. Được thiết kế theo kiểu như là công viên thì thu hút rất là nhiều những bạn trẻ tới đây. Cho dù là bạn là sinh viên của trường hay là không phải là sinh viên, bạn vẫn có thể đến bên trong khuôn viên của trường để mà dạo phố, coi như là đến một cái công viên để mà thưởng ngoạn. Trường được đầu tư xây dựng hình ảnh đất nước của Canada với những vòm lá phong thơ mộng và kết cấu xây dựng theo phong cách cổ điển của Gothic, mang đến sự bí ẩn và tạo nên một không gian lớn. Về trường được gọi là Harvard của Canada bởi vì tính chất quốc tế cũng như là chất lượng giảng dạy xuất sắc nổi bật trên toàn thế giới. Trường được xây dựng hơn 300 tòa nhà, phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu của giáo viên và sinh viên. Về trường đại học McGill đào tạo nên hơn 142 học giả Rhodes, sở hữu số lượng nhiều nhất giữa các trường với nhau. Về thành công, về các công trình nghiên cứu, về bản đồ đầu tiên, về bộ não của con người đoạt giải giá trị cao về mặt khoa học. Đại học McGill bao gồm 11 khoa và 11 trường chuyên nghiệp, trong đó cung cấp hơn 300 chương trình học, bao gồm 39.500 sinh viên. Đại học McGill thường được gọi là trường đại học quốc tế nhất của Canada vì trường đã chào đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm có hơn 250.000 cựu sinh viên trên toàn cầu. Đại học McGill xếp hạng thứ nhất ở Canada trong số các trường đại học đào tạo về tiến sĩ y khoa. Trong một cuộc khảo sát năm 2013 thì nhà tuyển dụng xếp hạng McGill là một trong 37 cơ sở đào tạo uy tín nhất thế giới. Trường hiện tại có khoảng 9.279 sinh viên quốc tế, trong đó có 68% là sinh viên đại học. Con số này đối với sinh viên cao học quốc tế là 32%. Khuôn viên chính của Đại học McGill nằm ở trung tâm thành phố Montreal. Hầu hết các tòa nhà của trường đang nằm trong một khuôn viên có thiết kế kiểu công viên, nằm ở phía bắc của đường Sherbrooke và phía nam của đại lộ Pike. Các lớp học đầu tiên của trường được tổ chức tại Burnside Place, quê trường của ông James McGill, Burnside, nơi vẫn là cơ sở giáo dục duy nhất cho đến những năm 1840, khi mà nhà trường bắt đầu xây dựng nên các tòa nhà đầu tiên của mình. Các trung tâm của về phía đông của tòa nhà nghệ thuật, phần còn lại là khuôn viên của trường. Về bản chất là một đồng cỏ chăn bò, tương tự như số ít các trường đại học khác của Canada và các đại học Mỹ buổi ban đầu thời hiện đại.
Các cơ sở về tập luyện thể thao của trường bao gồm là sân vận động Motion nằm trên cái đồi Mount Royal, phần ký túc xá và viện thần kinh của Montreal, nhà tập luyện thể chất được đặt theo tên của ông Tổng thống Sir Orton William. Thank you.
Mình vừa chia sẻ với các bạn cái viện đại học nổi tiếng nhất của Canada, đó là Đại học McGill. Thì nơi đây có một cái kiến trúc cổ điển vô cùng đẹp mắt và rất là nổi tiếng. Và khuôn viên trường cũng rất là xanh mát, đẹp mắt, cho thu hút rất là nhiều những người học sinh đến đây để du học, cũng như là những các bạn trẻ thường không phải là sinh viên vẫn có thể đến đây để vui chơi, cũng như là tham quan bên trong khuôn viên của đại học rất là đẹp nè. Thì mình sẽ chia tay các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình cho đến hết video và đồng hành cùng du lịch và trải nghiệm. Hãy xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn những phong cảnh đẹp cũng như là những địa điểm nổi tiếng mà mình có cơ hội đến tham quan. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye!